Dash này con, Dash này con chó. Dash anh em ship. Ok. Cái quầy ở đây. Ôi ơi. Cái gì đây ông nội ơi. Ui. Rồi hello tất cả các anh em và mời anh em trở lại với Chủ Cái Đây Gaming. Đây sẽ là tựa game sinh tồn xuyên không Grand Empire anh em. Thì đây chỉ mới là bản demo thôi, anh em kêu tôi làm cái series. Hay thì tháng 8 nó mới ra bản full chính thức anh em, thì mới có nhiều tính năng để anh em chơi tiếp nha. À, trong cái tập này thì tôi cũng sẽ chơi cho xong luôn. Đây anh em, cái con nó còn một cây kỹ năng này mình sẽ mở hết luôn anh em, thì sẽ xong cái bản demo nha. Rồi thì bây giờ để xem có việc gì làm nha. Đây nếu như mà theo cái cây kỹ năng đó anh em thì tôi đã phải coi như là trở về thời tiền sử để mà lấy được 30 cái da khủng long anh em, để mà chế ra 3 cái túi đựng nước. Và cái này là gì anh em? Cái này là muối nè anh em. Thì nó kêu tôi là phải sử dụng cái con thuyền của tôi nè anh em, đi xuôi theo dòng nước. Xong rồi nếu như mà anh em biết thì sông nó đổ ra biển mà, cho nên là mình sẽ đi giống như đi ra mũi Cà Mau. Đúng rồi anh em, đi ra Cần Giờ mình sẽ đi ra biển thì mới có muối để mà đem về. Thì trước khi đi tôi nghĩ là tôi xem còn cái thể xây được gì anh em. Đây anh em xem, nó cần 2 da khủng long. Còn cái này còn có muối để ướp nữa anh em, cho nên là cũng khá là phức tạp đấy nha. Ok, đã đầy đủ rồi anh em, bây giờ mình sẽ xuôi dòng nha. Mặc dù thật sự thì tôi chẳng biết là cái hướng biển là hướng nào hết anh em, cho nên là ok cứ đi thử đi ha. Ok mình cứ đi đại nha anh em, tôi nghĩ là mình sẽ xuôi theo cái chỗ hôm bữa đi. Đây mình đi về cái phía này đi anh em. Tôi nghĩ là nếu như mà đi vô trong đó thì sẽ... Đây anh em, nếu như mà đi vô hướng này thì nó là núi không à, đúng không? Nếu vậy thì mình phải đi qua... Tôi nghĩ là mình đi ra đây thử xem. Ok, xuôi theo cái chỗ này xem anh em. Xem nó đi đâu nha. Ok, mình phải đi cái chỗ nào... Theo kinh nghiệm là mình phải đi cái chỗ nào mà không có đối diện với vách núi anh em, thì mới là ra cái đường ra biển. Đây thường thì ra cái này sẽ là kiểu như rừng nước anh em, sẽ là cái khu vực nước lợ và sẽ có cá sấu nước lợ, nước mặn khá là nhiều nha. Ô và hình như cái này là gì anh em? Hình như đây chính là muối đúng không? Đá nó kết tinh này, tôi đập thử xem nha anh em. Đúng rồi anh em ơi, đây rồi, cuối cùng cũng đã có được muối rồi nha. Nhưng mà hình như tôi thấy có cái con gì kìa. Ái chà. Ok, chơi mày, lấy đá chọi mẹ mày luôn. Mày nè, ok. Ui, nó đấm ghê anh em. Mày nè. Ơi, mày cắn tao à. Come on, mày cắn tao à. Đây, đúng rồi. À, tôi biết cách rồi nha anh em. Mình chỉ việc... Đây, mình chỉ việc bấm ship là mình sẽ dash nhanh thôi anh em ơi. Hay lắm, tôi biết cách rồi. Bây giờ thì mày không còn cửa chơi với anh mày đâu. Chơi với bố mày nè. Chạy đi đâu. Đây có coi là hát không anh em. À bây giờ mới biết cái trò này anh em. Bấm ship này nè, là nó sẽ nó sẽ coi như là mình sẽ dash tới thôi. Bà quá đã. Tôi tranh thủ lấy thêm muối về, có gì ướp thịt đi anh em. Ok, lấy khi nào mà đầy túi mình về nha. Và cái con game này anh em, mình xây cái shelter, cái nhà để mình ở. Nhưng mà mình xây cái shelter có cái dấu hiệu cái nhà để mình có thể fast về đó anh em. Nhưng mà để tôi xem mình fast về như thế nào mới được. Ok, tôi cũng lấy đủ rồi coi. Nó kêu 50 cái muối là tôi cũng lấy đủ rồi nè anh em. Nhưng mà để đây cái khu vực này nó lại, nó nhìn đẹp quá anh em ơi. Đây là đúng là biển này và khu vực này đúng là rừng nước. Nhưng mà để tôi xem, tôi xuống nước xem. À nó cũng có kết cấu dưới lòng nước nè anh em, nhưng mà kiểu giống như là thô sơ thôi anh em. Tôi nghĩ là bản chính thức thì mới hoàn thiện hơn, nhưng mà nó sâu quá nhìn cũng hơi ghê ha. Chúng con game sinh tồn mà có lặn như thế này là quá hay rồi. Ra bây giờ thì nó nói là tôi có thể wrap về căn nhà của tôi, nhưng mà hình như là không phải là mình đây không có map để mà fast travel anh em, mà hình như là tôi sẽ đi thẳng qua bên cái kỹ khủng long của anh em để mà lấy da luôn, xong mà lúc mà tôi wrap trở về anh em. Lúc tôi wrap trở về cái thời kỳ tiền sử này thì mình mới coi như là wrap ngay cái shelter của mình luôn. Tôi nghĩ vậy, thì nếu vậy thì chắc mình bỏ cái này, mình bỏ cái ghe này nên cái ghe này thì cũng dễ xây thôi. Vậy nếu vậy thì đây tôi trở về thời dinosaur thử xem nha. Ok, đã trở lại thời tiền sử anh em và ô lộn thời kỳ khủng long. Và đây là Utahraptor. À tôi coi như là tôi sẽ trở về ngay cái chỗ cái lỗ đen, ngay cái chỗ mà tôi đi anh em.
Nếu vậy tôi vẫn còn con khủng long hả? Nếu con khủng long này hình như để coi, con này hình như là tôi có thể bỏ đồ vô cho nó luôn đúng không? À nó có storage nè anh em. Nếu vậy tôi thử bỏ một cái gì đó vô cho nó xem nó có chịu giữ không. Hình như mình phải có đồ đeo cho nó nên mình phải chế, xong rồi thì nó mới coi như là giữ đồ cho mình. Đây nó chưa có một cái ô nào hết. Ok, tôi nghĩ đó là tính năng của bản chính thức á. Bây giờ nó vậy tôi sẽ đây, sẽ đi ra và đi săn khủng long nha anh em. À, tôi nghĩ có vẻ như của mình cũng sẽ săn những cái con Utahraptor nhỏ nhỏ thôi anh em, chứ mà mấy con bự thì tôi nghĩ là không đủ sức đâu. Ok, dần gặp mấy con bầu chúa thì mình phải té liền nha anh em. Để tôi xem mấy con nhỏ nhỏ nó hay đi theo bầy lắm. Như là ở cái phía kia kìa, đây mình đi kiếm tiếp nha anh em. Trời ơi, mới nói có một con bạo chúa nó đang ở khu vực đó. Vậy thì tốt nhất là tôi sẽ đi qua đây. Con đó nó đớp hai đớp là hẹo liền anh em ơi. Đừng có lèo. Đây rồi, có mấy con nhỏ nhỏ kìa. Utahraptor, đúng rồi, tôi có thể chơi được đấy anh em. Nếu vậy thì tôi cho mình ngồi trên đây mình đánh được không em? Không được anh em, ngồi trên đây chỉ bắt khủng long cắn thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ chọi đá được nó, xong tôi leo lên khủng long cho khủng long cắn. Được không? Đồng ăn trái berry nè. Ủa cái này con gì vậy ta anh em? Ui con này Canotaurus. Mẹ con này là một chi. Mẹ con này là một chi khủng long bảo chúa luôn nè anh em ơi. Thôi chết rồi, tôi ngu rồi. Đây nhưng mà mày đúng rồi, dễ lắm anh em. Có cái giáo này dễ chơi rồi. Mày đây, tôi đã có skill dash rồi. Tụi nó tuổi gì chơi tôi dash rồi nè. Dash này con, dash này con chó. Dash anh em, ship. Ok, cái ui quay ở đây. Ôi ơi, cái gì đây ông nội ơi. Ui ui mẹ ơi, ui mẹ, sao lại có một con bạo chúa rồi, thôi xong. Con mẹ nó, ui tự nhiên lại có một con bạo chúa nó đây vậy anh em. Tôi đang đấm cái con kia mà. Ủa lạ kỳ vậy, nghe quần què này chơi ăn gian quá anh em ơi. Đây con Canotaurus này, tôi lấy con này cắn chết bà nó luôn. À nó chết rồi nè. Ui hình như nó cắn luôn cái con ba sừng này hả anh em. Nếu vậy tôi sẽ lấy đồ lại để mà rã tụi nó, hay lắm. Nhưng mà cái con mẹ mày đi chỗ khác đi, sao mày cứ đứng, sao mày cứ đứng mày canh sát tao thế con chó. Nè tôi phải lấy cho bằng được, xong rồi tôi sẽ dash lên em. Cái con này nó bự nên nó chạy nhanh quá, sải chân dài quá. Ok nó đi rồi, hay lắm. Ô mẹ nó, đừng có lại đây nha bé ơi. Nào lấy lại hết. Ok dash, đúng rồi, hay lắm. Ok khỏe đó anh em. Á con chó này tao mình lên thời kỳ súng lại, tao lấy đại bác tao bắn thấy mẹ mày ơi. Rồi hay lắm anh em, được da khủng long và hình như là vừa da vừa thịt luôn á. Ôi mày sao mày đánh em mày. Ui hóa ra con Utahraptor của tôi cắn chết mấy con này hả anh em. Ui cảm ơn bé yêu nha, quá giỏi. Con này không có phát nó về được anh em, nếu không thôi tôi đem mẹ đi cắn về thời tiền sử cắn mấy thằng ăn lông ở lỗ. Ok và sao con game này nó cái ăn uống của nó màu đói quá vậy anh em. Đâu bây giờ tôi xem đây, nếu vậy tôi có thể xây luôn một cái ngay đây không anh em. Đây mình có thể xây ngay tại đây luôn nè, đâu có cần phải có plăng chích bà. Tôi lại để plăng là cần phải có một cái máy. Nếu vậy tôi chế luôn cái máy này thì không được nè anh em. Đây nhưng mà cái này nó cho lấy lót chưa. À được luôn nha anh em. Vậy nếu vậy mình xây thẳng ở đây luôn đi. Ok nhưng mà tôi chọn một cái chỗ nào xa xa tí đi anh em ơi. Gặp cái đám. Ui mày nè. Ê cắn nó em ơi. Mày ui té bà cha nó chứ. Con này nó nhanh quá anh em ơi, chả hiểu như nào nữa. Utahraptor lại cắn nó cho anh, tôi sẽ leo lên con raptor của tôi. Mẹ tôi lại đớp nó luôn anh em. Tao có thịt phi, tao có da phi nè con chó. Mày chạy đi đâu con chó này, giỡn cái mặt. Ok mệt mỏi luôn. Game này đánh đấm mấy con này mệt quá anh em. Tôi không biết sau này nó có chỉnh lại cái vụ đánh đấm này không, hay là tại tôi không có mặc quần mặc áo gì cho nên là nó yếu quá, yếu như sên luôn ấy. Tôi nghĩ là cái chỗ này không yên bình chút nào đâu anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi qua một cái chỗ khác đây.
Đây mình vô ngay cái cù lao nhỏ nhỏ nè anh em. Có gì mẹ nó tấn công mình chạy xuống nước mình trốn cũng được. Chết mẹ, đây có một con cano rất to rồi anh em. Không biết con khủng để tôi xem con Uta Raptor của tôi cắn được không. Chơi nó luôn. Đúng rồi, chơi được anh em. Mày chạy đâu? Ủa sao mấy con này nó bị bất rồi anh em, nó bay cà tưng cà tưng. Ê đừng có cắn chết của tao nha. Ừ rồi. Chạy theo, đúng rồi. Tập chết ba nó. Chọi đá nó. Game này tối ưu chưa tốt nên vẫn còn khá lắc anh em mà. Ôi nhưng mà à đây cái xác đó tôi quăng mẹ nằm tuốt đây rồi anh em. Ủa hóa ra con Uta Raptor của tôi nó cũng mạnh quá chứ anh em. Nó cân hai ba con cùng lúc luôn. Rồi nếu vậy thì để tôi xây luôn một cái bàn xẻ gỗ ở đây đi. Ok. Đấy xong rồi mình chỉ việc chế ngay đây luôn anh em, không cần phải đi đâu hết. À, hy vọng đang làm việc không có con đĩ khủng long nào nó lại mẹ nó cạp đít. Ok được chưa. Die in rack cần tới ma. Ok cần tới 25 cái rồi anh em ơi. Ok đã đủ, tôi sẽ xây một cái die in rack ngay đây. Ui nó bự thật chứ. Dùng cái gì, pickaxe hả? Công nhận ui bự vãi nồi. Đâu đâu rồi, bây giờ để tôi chế xem nha anh em. Crafting là dinosaur sun 2, có nghĩa là ủ muối. Ôi sao cái này kỳ quá anh em, nó kêu là cần phải có một cái dinosaur sun 2, có nghĩa là phải có muối nhưng mà nó chẳng cho cái gì hết vậy. Là sao, có nghĩa là mình phải bỏ da lên thì nó mới tự hay sao, tôi không hiểu nha. Chẳng có cái mục nào để. Nếu vậy thì tôi đây tôi qua cái bàn chế này xem. Đây tôi chế được đây. Đây tôi chế được ba cái bình nước rồi nha anh em. Xong bây giờ thì chế dinosaur sun 2 thì phải fill water skin, có nghĩa là tôi sẽ lấy cái này. Ok tôi lấy nước xong rồi mới xây được hả? Đâu lấy nước như thế nào? Ok hay lắm. Ok xong rồi đó anh em, rồi sao nữa? Xong rồi mới qua cái này chứ đúng không? À, cũng hơi khó hiểu nhưng mà tôi có một con titanosaurus đằng kia kìa anh em. À đây này đúng không, dinosaur sun 2 nè, chế ra ba cái đúng không? Ồ rồi hiểu rồi. Yeah. Rồi bây giờ để xem cái tech tree nó đã đưa tôi tới đâu nữa rồi nha anh em. Crab Sun Dinosaur 2. Đây à. Có nghĩa là đưa qua đây rồi mới chế hả? Ok. Nó hơi phức tạp anh em. Đấy đã xong rồi nha anh em. À có nghĩa là tôi phải chế xong, đáng lẽ theo trình tự tôi phải chế cái bàn này xong rồi mới đem nó qua đây ủ muối bên đây xong mới đem phơi khô anh em. Để cho muối nó thấm. À hiểu rồi hiểu rồi. Đấy xong bây giờ tôi mới qua tới, tôi có thể chế được một cái bộ giáp da. Và bắt đầu tới thời kỳ kim loại rồi nha anh em. Metal ore. Đâu nhưng mà chế đồ thì ở đâu? À tôi đã có full một bộ đồ nè anh em. Cần có dinosaur leather và fiber. Có vẻ như tôi phải chế thêm. Ok đây để tôi chế thêm đi anh em. Đây 4 món đồ. Và mỗi món đồ cần hai cái, có nghĩa là cần phải 8 miếng da anh em. Ok 8 miếng da. 8 miếng da thì cần 8 cái bình 8 cái bình nước. Ok đã anh em, tôi hiểu cái cơ chế này rồi. Nếu vậy thì đâu phải là mình phải xây một cái coi như là một cái căn cứ ở một chỗ đâu. Có nghĩa là thời kỳ nào thì mình cũng nên xây một cái căn cứ hết. Nếu vậy tôi có đồ tôi lấy để tôi xây thêm một cái shelter ở đây đi anh em. Để có gì lúc mà mình trở về thời kỳ khác mình phát về đây nè anh em, thì nó cũng có coi như là trở về với cái nhà của mình ngay luôn, thấy không? Không có cần phải đi tới tuốt từ cái chỗ trong cái hang kia nữa. Đấy, tôi hiểu cách chơi rồi. Ok, tôi sẽ để ngay đây đi. Đấy, ok. Đẹp không anh em? Đấy, tôi đã bắt đầu làm quen được với con game này. Rồi, bây giờ thì thằng này lại đây. Ít nhất cũng phải có cây cung chứ ha anh em à. Đâu tôi đã có thể chế được một cái áo giáp và nè anh em, để tôi mặc áo giáp vô cái đã rồi đi đấm cho nó chắc một tí đây, bỏ cái áo giáp vô đây nè đúng không? Ok quá đã. Rồi chế thêm mấy bộ da nữa. Xong rồi qua đây để mà ủ muối. Ok 1 2 3 4 5 được 6 miếng luôn. Rồi để từ từ đi anh em, tôi sẽ đi tôi sẽ đi đấm thằng này thử xem. Mày lại đây con chó, mày lại đây.
Pen, 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 pen. Ô nó chạy anh em ơi, nó thấy nó không đủ tuổi tôi rồi. Mày, tao đứng đây luôn nè, tao đứng đây luôn nè. Đúng rồi anh em, đúng là phòng thủ cao hơn thấy rõ. Nào, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Tao dash nè, dash, dash. Mày dash tới. Mày nè, giỡn cái mặt. Để tôi mà full giáp tôi lại tôi đấm mấy con. Cái bè cũng lông bạo chúa thử xem anh em, mấy con này nó bá đạo ở đây quá. Hay chơi luôn con này đi. Vô mày. Pen à, pen, pen. Ui 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 ui, cũng không ổn anh em ơi. Con này mạnh quá. Dash thôi. Ái chà. Về. Tao lấy khủng long của tao. Ôi đâu rồi, em khủng long của tôi đâu? Tôi lấy khủng long của tôi lại mới trả thù mới được. Ha, à, chơi mất dạy mày. Đây tao chọi đá cái bàn đó. Đúng rồi. Chọi đá đó anh em. Nè. À. Quất mày luôn. Ngay đầu nè. Mà được có 3 máu rồi anh em ơi. Chẳng đấm vô đâu á. Má trời ngu lấy tiếng rồi chung ơi. Ê, leo lên, leo lên. Ôi tôi chui vô bụng nó luôn kìa anh em. Con game chân thật phải, bị nó ăn vô bụng thấy luôn kìa. Ui sao lại có một con mẹ ngay nhà mình thế này. Đúng rồi, đập nó. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Tao lấy đồ lại nè con chó. Ủa, như đồ thì không có rớt ở đây không? Có hai túi đồ. À, thì là phải qua bên kia lấy túi đồ bên kia. Đồ mình chết ở đâu thì nó sẽ rớt những cái thứ ở đó nha anh em, ngay lúc đầu luôn. À, và hình như là con hay lắm. Con Utahraptor của tôi lại thịt luộc cái thằng đó luôn rồi đúng không? Hay quá anh em ơi. Nếu vậy thì tôi đâu có cần phải leo lên con này đâu. Tôi chỉ cần đánh xong tôi dụ con này lại. Hai đứa chúng tôi má đập đập tụi nó là được ha. Hội đồng nó là được mà. Không, đơn giản dễ hiểu. Ok. Rồi trở về thôi. Nghĩa là tôi đem nó để gần nhà tôi đi nên. Đấy, à tụi nó sẽ xuất hiện lại theo thời gian nha anh em. Hồi nãy con Kano Raptor này nó đang ở đây nè, tôi giết nó, bây giờ nó xuất hiện lại rồi. Giờ tôi sẽ cho con mày cắn. Ok rồi. Ok đánh nó đi. Để con khủng long của tôi, bé khủng long tôi xử anh em. Sẽ qua đây lấy thêm tiếp. Rồi như là đủ rồi đó anh em. Đâu rồi? Đây cái quần nè, đúng rồi. À thiếu fiber, phải đi lấy thêm fiber mới được. Hay anh em, cái cơ chế mà nó cho sinh tồn như vậy nè. Qua nhiều thời kỳ nó đỡ chán luôn anh em à. Ok, đã đủ rồi anh em. Đây chế một cái quần chế rồi, về chế một cái nón và chế một cái tay nữa là đủ. Ok, tôi đã có full đồ rồi anh em. Quá ngon, quá ngon. Ok, bây giờ thì Petri nó đã đưa tôi tới đâu nữa? À, đi sẽ đi đào quặng anh em. Tôi sẽ đi explore mountain to find iron ore, là quặng sắt anh em. Lấy 16 cái quặng sắt. Đây và mình chỉ có thể tìm thấy nó ở trên núi nha anh em. Nhưng mà nó là ở thời kỳ nào nó không nói anh em. Đúng không? Tôi không biết là nó ở thời kỳ núi mà thời kỳ khủng long hay là thời kỳ tiền sử nữa. Đây tôi thấy ở đây hình như là núi nhiều hơn là anh em, chứ thời kỳ tiền sử là toàn là sông ngòi không mà. Nếu vậy thì tôi sẽ đây để tôi đi lên núi thử xem nha anh em. À hình như không phải anh em ơi, cái iron ore đó là nó nằm ở thời kỳ tiền sử chứ không phải thời kỳ khủng long, cho nên là chắc tôi phải warp về đi anh em. Ok, để tôi ráp về Primitive Era. Ok. Ok, đúng là nó ráp về giữa những cái thời kỳ anh em, thì mình sẽ đặt cái shelter này xuống thì nó sẽ ráp về luôn. Thì bây giờ từ từ cái khi đi thì tôi có đây một đống đồ ăn, tôi nghĩ là tôi sẽ nấu nướng cái đã, xong rồi mình lên đường. Và đúng là mình sẽ phải chế lại cái boss rồi anh em ơi. Bây giờ là tôi bỏ nó ngoài biển rồi. Đây lăng hả? Ok, bây giờ thì trở về đây thì mình đã có thể có rất là nhiều gỗ rồi nha. Ok, tôi sẽ đi làm nên một cái ghe mới.
Rồi đã đủ chế một cái boss, tôi nghĩ là núi thì là bên kia kìa anh em, đúng không? Bao nhiêu ti qua cái hướng đó đi. Okay, để nó ngay đây. Rồi. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng, lấy luôn mấy miếng thịt này đi rồi mình sẽ, tôi không biết là cho mấy con cá sấu này nó ăn thịt thì nó có theo mình giống như mấy con khủng long anh em. Để lát nữa tôi có thịt sống tôi thử cho nó ăn thử xem nha, quăng thịt vô mồm tụi nó thử xem. Rồi bây giờ thì rồi con ghe của tôi mới mới làm để đâu mất mẹ nó rồi. Ủa tôi mới làm con ghe để đâu rồi anh em? À đây. Ủa ghe chìm anh em. Thì để con ghe dưới lòng sông mới khổ chứ. Đây mà tôi xem, đây là kết thúc cái demo là tôi chắc chắn với này mà tôi phải đi đấm con khủng long với cái con voi này mới được. À cái đám thổ dân nó không, ủa cái đám người nguyên thủy nó không có sống lại nha anh em chưa cả. Cái cam của tôi nó vẫn còn ở đó. Biết đúng rồi nó không spawn lại anh em ơi. Đâu nói vậy tôi thử ghe ở đây xem xong rồi tôi sẽ đi lên cái vùng núi này thử xem anh em. Đây nó nói là trên núi thấy có một cái đường lại lại nè, thử đi xem có cái cục quặng nào ở đây không. Đây mấy cái chỗ lại lại này mình có thể lợi dụng nè anh em. Nói chung mình nhảy 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 một tí thì sẽ lên được thôi. Như là cái này đúng không? Đâu nói nó là iron đi anh em. Đúng là nó rồi anh em ơi. Và sau này mình có chế cái dụng cụ đào á, thì sẽ đào nhanh hơn nha. Thì lắm tôi sẽ tranh thủ lấy thêm đi anh em. Trên này hết rồi. À, đây này phải lên mấy cái đỉnh núi cao vậy nè anh em thì mới kiếm ba, còn mấy cái sườn núi là nãy tôi hên thôi. Đúng rồi, đây tôi tranh thủ tôi quá trời luôn nè anh em, tranh thủ mình lấy luôn đi. Ủa nếu vậy thì tôi đang ở thời kỳ này anh em, nếu như mà tôi muốn trở về nhà nhanh thì tôi grab về, tôi bấm grab về thời kỳ này luôn được không ta? Thì nó phải bắt qua phải qua thời kỳ khác. Để tôi lấy xong rồi tôi thử coi. Ơi, tại sao có một con cá sấu mẹ nó leo lên được tới cái sườn núi vậy anh em? Mẹ cái này cá sấu chứ đâu phải là như mấy con dê đâu mà nó đứng ngay cái chuyện núi được hay vậy? Tôi nghĩ là đủ rồi đó anh em. Đâu bây giờ tôi thử fast về xem, bấm fast về luôn. Quarren era. À bấm cái là về nhà hả? Ôi đơn giản dễ hiểu vậy mà không biết. Rồi bây giờ thì đã đủ iron ore rồi anh em. Nếu vậy thì đây tôi lấy thêm lăng đi, mình sẽ xây một cái furnace. Đây đây đủ luôn. Á chà cái furnace này hơi bự đúng không, nếu vậy thì mình sẽ để nó ở bên bên này đi nè. Ok rồi, á chà ui cái lò nung này nhìn đẹp quá anh em. Cái này thì cần phải add lót. Á chà con game này nó biết sao không, càng ngày càng về sau là sẽ phải cần phải đi farm nguyên liệu rất là nhiều, kiểu nó gọi là green đó anh em, phải khá là mệt nha. Nhưng mà bây giờ thì sao, làm sao để bỏ add lót thì làm sao bỏ vào, à phải có lót chứ đúng không, quên đây. Ok, đâu để bỏ vào xem. Push below có nghĩa là mình sẽ đây đúng không, à hay là mình phải qua đây đây anh em, phải thổi hơi vô. Ok cho nó cháy lên hả? Rồi sao nữa? Xong rồi nó sẽ từ từ nung chứ đúng không? Ây chà, cũng hay quá chứ anh em. Pure Fuel Water Skin là sao? À, cái này nó làm, nó bắt mình làm thủ công nè anh em. Hay quá ta. Chứ không phải là bỏ vô mà làm. Nếu vậy, Water Skin, đây tôi có Water Skin thì làm như thế nào? Đổ vào à? Left kick to build. À, vậy hả? À có nghĩa là mình thổi cho nó nóng xong mình lấy nước anh em, mình đổ cho nó nguội vô thì mới rèn ra được mà ingot đúng không? Iron ingot này hay lắm. Ok nhưng mà tôi được bao nhiêu cái, hình như được một cái, vậy tôi chế hai cái thì mới có thể chế được cái anvil. Rồi nếu vậy tôi sẽ tức là add lót vô nè, hai cái lót xong rồi bỏ iron ore vô theo trình tự cho anh em, xong thổi hơi vô nè, ấy nó sẽ thổi lên xong chờ nó nguội. Mày sao mà nói chung là nó thủ công cũng hay nhưng mà nó phức tạp quá anh em, nó đâu cần phải phức tạp tới vậy. Đây xong rồi mới thay mới lấy ơi khổ. Không bây giờ thì tôi xem đây cái thời kỳ này nó cũng kêu tôi chế anh Vin luôn nè, thì tôi sẽ chế luôn em. Ok đây và dĩ nhiên khu vực sau này, à để trên này được nè anh em, để được nha, hay quá.
kiểu như sau này mà tôi muốn trang trí nội thất hay là để một khu riêng á anh em, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nha. Rồi, pickaxe. Giờ tôi nghĩ bạn chính thức thì chắc chắn là phải có đồ nội thất anh em. Bàn, ghế, tủ, quần áo này nọ. Đó, để xem. Đây tôi sẽ chế bộ ba công cụ rồi nè anh em. 4 có nghĩa là 10 cái iron god. À chà, rồi, bắt đầu chế thôi anh em. Rồi, hơi phức tạp anh em. Hơi phức tạp, đó cứ phải qua đây bấm xong rồi phải qua đây. Hey. Bây giờ mình như là tôi đã đủ để xây một cái gì rồi đúng không? Một cái pickaxe này hay lắm, xây liền. Construct with a stone pickaxe. Đây. Ủa làm thợ rèn nha anh em. Peng. Nhưng mà cơ chế cũng khá hay, cũng như thật đó anh em ơi. Rồi, tiếp tục. Đây nhưng mà trong lúc anh em chờ đợi nó chế được, đây cái này chưa chế được rồi thì tôi có thể để iron để mà tôi chế được cái này không? Cái này nó chỉ cần 2 iron này, nó cần 4 cái bone. Xương thì tôi lượm cũng nhiều đây. Nếu vậy thì tôi có thể fast qua, tôi có thể chu du tới một cái không gian mới rồi nha anh em. Hay đúng không? Đúng rồi anh em. Đây, rồi cũng phải đập thôi. Và hình như là tôi nâng cấp từ cái máy du hành cũ anh em, đúng không? Đúng rồi, hay lắm. Nếu giờ tôi bấm thì nó sẽ đi đâu anh em? Sẽ tới thời kỳ Iron. Nếu vậy thì tôi đi thử luôn nha. Đâu xem. Đây anh em, Egypt era. Ô, thời kỳ Ai Cập anh em. Đâu đi thử xem. Đây rồi anh em ơi, ui cái gì thế kia. Ui điệt, mới vào đã có hai con sâu cát khổng lồ. Tôi đã thấy thế giới đun rồi anh em. Từ chứ, sao ghê vậy, từ. Ui nó định phun nước miếng vô mặt tôi chăng. Từ cái anh em. Đây và tôi đã mở thêm một cái gần xong rồi nè. What next. Tôi còn hai cái device để mở nữa nhưng mà tôi chết mẹ rồi. Cái này thì như thế nào đây. Ui từ anh em. San Selling. Ủa cái này là sao anh em? Using the shack off. Là sao tôi không hiểu. Ui. Là sao không hiểu. Cái này làm như thế nào bạn ơi. Thôi chết con mẹ rồi xong luôn. À đằng kia hình như là sẽ chế một cái chế một cái tàu. Một cái bot, xanh bot gì anh em. Đâu đây nè. Ở đây có cây cỏ này, có ốc đảo này. Mình chạy vào thử xem. Đứng đây mẹ. Nguy hiểm quá. Đây rồi anh em ơi. Ui sao giống như con game Star Sun lắm nha. Từ mấy bé sâu à. Biết rồi. Yeah. Ôi ôi đi giữa sa mạc mà gặp được cái ốc đảo như thế này. Chết mẹ. Nó chui vô được cả nước à. Sầm lơ. Mẹ con sâu sầm lơ rồi anh em ơi. Đào nước mẹ. Mày uống nước cả đám. Nước với cát mẹ lấp bụng mày. Mẹ có mà hả. Chỉ chảy. Ơi đừng. Em nói chơi mà. Từ tôi nghĩ nó không vào được đâu anh em. Đây rồi xuống đây ngâm mình đi anh em ơi. Thấy ghê quá. Ok. Ờ đứng đây tôi nghĩ nó không tới được đâu. Nhưng mà cái này là sao anh em. Tôi không hiểu nó ghi cái này là sao. Ơi tôi nghĩ là tôi phải trở về thời kỳ gì cả đã anh em ơi. Thấy ghê quá. Đây ở ngay cái chỗ sa mạc nó nguy hiểm quá anh em. Đứng ngay dưới nước nó cũng cắn được nữa. Cho nên là tôi nghĩ là tôi phải. Đây nó kêu anh em là tôi phải đây nó kêu là tôi phải cầm theo một cái iron hatchet là tôi có rồi. Phải có một cái iron spear và full bộ leather armor. Leather armor thì tôi đã full. Nhưng mà tôi còn thiếu cái đây tôi còn thiếu cái iron spear nữa anh em. Và iron hatchet. Có nghĩa là ok tôi phải xây đủ cái bộ này mới được. Thì mới lên đường được nha anh em. Rồi tiếp tục đốt thôi. Ok, tôi đã có đủ để xây full bộ công cụ rồi nha anh em. Một cái hatchet nè. Ok. Đập. Xong rồi thì sẽ tới một cái cây spear. Ok luôn. Đập tiếp, đập. Rồi, tôi có thể bỏ cái bộ công cụ bằng đá ở lại rồi nha anh em. Đấy, rồi, cất lại cho nó đỡ chật chỗ nào. Rồi mình sẽ coi như là tự tin đi qua vùng sa mạc. Rồi, ok đó anh em, để tôi ăn thêm vài miếng coi. Và đây, để tôi đốt thêm vài miếng thịt nữa luôn đi. Rồi, mình lên đường luôn.
Đây, nhưng mà cái mà tôi không biết là cái này là sao anh em. Sun Sailing tôi có thể đi trên cát bằng cách coi như là sạc cái thiết bị của tôi anh em với gió hả? Làm sao để sạc với gió là sao, tôi chả hiểu gì hết. À, thịt đã chín hết rồi, tôi sẽ đi qua lại xem anh em chip era. Ok, tôi lại trở lại nè anh em, và nó nói kết hợp với gió thì kết hợp như thế nào, chả hiểu kết hợp với gió là kết hợp như thế nào luôn á anh em. Nó chả có một cái thông tin gì hết vậy. Nếu vậy thì tao cầm cái này để làm cái gì, và cầm cái này theo để làm cái gì, và cầm cái cây này để làm gì đây? Đâu gì hãy chọn xem em. Mày ôi mẹ máu của nó rồi anh em. Tao lấy cái này tao chặt mày nè. Mày nè, mày nè, mày nè, mày nè. Thôi. Mẹ bạn. Mẹ chặt vô mẹ bức tường xi măng nữa anh em ơi. Vậy là mình sẽ làm cái gì đây nè, đây cái đi vô đây trước đây nè. Mình đừng có đứng ở đây. Nè, chả hiểu luôn. Wow, nó chẳng có một cái hướng dẫn gì anh em. Có, tôi nghĩ là có vẻ như tới đây là hết bản demo luôn hay sao ấy. Bởi vì có những cái đây, những cái kế tiếp là anh em nó ghi là not yet unlocked mà, cho nên là tôi nghĩ là tới đây là đã hết bản demo rồi đấy. Mình muốn chơi tiếp thì nó ra hướng dẫn thì sẽ là bản full anh em, tháng 8 này thì mới coi coi cái tàu để mà đây đây cái thuyền để mà mình đi gió lướt gió cái vùng sa mạc này nó như thế nào nha. Ở đây cũng có rất là nhiều thứ nè anh em. Rồi tôi nghĩ là tập 2 này là sẽ kết thúc cái bản demo của con game du hành xuyên không Grand Empire nha anh em. Hẹn anh em tháng 8 thì tôi sẽ trở lại và chơi coi như là làm một cái series cho anh em xem. Con game này rất hay anh em. Nó còn có tới để coi đây còn tới 4 thời kỳ nữa nha anh em. Hứa hẹn là còn rất nhiều thứ để làm. Mà trước khi end con game này thì tôi sẽ trở về thời kỳ Dinosaur đi anh em. Ok, trở lại thời tiền sử anh em, và tôi đã thấy một con bạo chúa ở phía trước. Mỗi lần tôi trở về đây hình như là con khủng long nó cũng sẽ tự động nó biến lại chỗ mình luôn á anh em. Bây giờ thì ok, mình sẽ lại mình chơi con này xem anh em. Ok, xuống thôi. Tôi sẽ lấy cái cây đây, cái cây giáo bằng sắt nha anh em. Xem nó như thế nào. Ok, chơi mày. Mày nè, mày nè, mày nè, mày nè, mày nè. Ôi mất có tí xíu máu rồi anh em ơi. Ôi, được nha anh em. Coi như là tôi chơi trường kỳ kháng chiến với nó. Bắt đấm 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 xong xong lại lượm anh em. Đây nó còn mẹ mất được có chừng có 10% máu rồi anh em ơi. Nó lại tới nữa kìa. Tôi lấy con Utahraptor này chơi với nó thử xem. Đâu mày lại đây coi. Kìa. Từ cái tôi phải lượm đồ lại cái rồi chiến cái gì thì chiến ấy mày. Ui đây rồi, con nó đang đấu với con Utahraptor của tôi anh em. Con Utahraptor của tôi rất mạnh cho nên là tôi sẽ xiên nó. Đây cố lên, phụ nó liền, phụ nó liền, chọt nó hay lắm. Ôi con Utahraptor chạy rồi, chết bà rồi, xong rồi đấy. Nhưng mà con này nó cũng không khá hơn đâu anh em, tôi giết được nó rồi, hay lắm. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đi đâu, hay lắm anh em ơi. Hy sinh một con Utahraptor nhỏ mẹ để tiêu diệt cái con khổng lồ này. Mày sao mẹ mày hả? Đứng lên mày nói chuyện cho tao nghe coi, nãy giờ mày làm gì, nãy giờ mày làm gì. Đâu tôi lại gần xem anh em. U trù mà leo lên xác của nó được luôn nè anh em. Con game này cơ chế vật lý rất là chân thật nha, hay lắm. Mày sao? Ok anh em ơi, coi như là cái pha tiêu diệt con mẹ bầu cũng là bảo chúa ngoại mục này cũng đã kết thúc cái bản demo của con game này nha. Hẹn anh em tới tháng 8 mình sẽ tiếp tục nguyên cái series full của game này nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại like, share và subscribe cho kênh của tôi ChuKD để mà có thể tiếp tục xem những cái tập sau này của cái series này nha anh em. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Mày nè, mày nè, mày nè.